Thưa quý vị và các bạn thân mến, phu nhân của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng chuyển nhượng nhà gấp cho Phạm Sĩ Quý để xóa dấu tích, nhận hối lộ 3.000 tỷ của Chibusa. Sau những lùm xùm tại Chibusa, như vậy thì đến nay lại lộ thêm một thông tin khá bất ngờ tại căn chung cư Mandarin Garden thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội của ông Phạm Sĩ Quý được nhận chuyển nhượng từ chủ hộ là bà Ngô Thị Mân, là phu nhân của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Được biết, Nguyễn Phú Trọng luôn dương cao khẩu hiệu diệt chống tham nhũng và phong trào đốt lò để diệt trừ tham nhũng, nhưng thực tế cho thấy đây chỉ là một bình phong nhằm thanh trừng lợi ích phe nhóm. Bất cứ kẻ nào không cùng phe đồng đảng với băng nhóm của Nguyễn Phú Trọng hoặc có tư tưởng chống đối Trung Quốc coi như bị rước họa vào thân, bị tiêu diệt không có lối thoát. Ông Nguyễn Phú Trọng không những là đại tham nhũng, là một kẻ đại tham nhũng, thanh trừng phe phái mà còn tìm mọi cách để triệt hạ những ai mà có manh nha muốn phơi bày sự thật về ông Nguyễn Phú Trọng. Đơn cử như Nguyễn Xuân Anh, cựu bí thư thành ủy Đà Nẵng. Do Nguyễn Xuân Anh tuổi còn trẻ lại có tư tưởng thân hữu phương Tây, thêm vào đó có nhiều nguồn tài liệu chứng cứ quý báu do ông bố Nguyễn Văn Chi từng là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cho nên Nguyễn Xuân Anh đã có những động thái tố cáo Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, kết quả chưa thành thì Nguyễn Xuân Anh đã phải ngậm ngùi nếm trái đắng bởi cáo già Nguyễn Phú Trọng đi trước một bước, tìm cách triệt hạ không để cho có cơ hội tố cáo vạch trần lỗi của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Trong khi đó, nhiều tầng lớp xã hội ở Việt Nam hiện nay vẫn đang ngày đêm tâng bốc thổi phồng mô tả ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng như một vị thánh, một người quan thanh liêm đĩnh đạc, một người luôn vỗ ngực tự hào là sĩ phu Bắc Hà, nhân kiệt liêm khiết thế thiên hành đạo. Một trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, một ông chủ đốt lò nhưng lại là kẻ tham nhũng tày trời. Như tin đã đưa, mọi đồn đoán chị em nhà bà Phạm Thị Thanh Trà, bí thư tỉnh ủy tỉnh Yên Bái, ông Phạm Trị Sĩ Quý, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái đã được che chở bởi chính bàn tay nhem nhuốc của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng đã nâng đỡ. Đã quá rõ ràng, không còn bàn cãi. Đến nay thì mọi sự khuất tất lùm xùm về sai phạm động trời của Phạm Sĩ Quý, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái xẻ rừng bạt núi để xây dựng biệt phủ đã được chìm xuồng, lại còn thăng chức về trung ương công tác. Ngày 18 tháng 1 vừa qua, một lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết ông Phạm Sĩ Quý, phó chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, trước khi sắp nhập 3 văn phòng địa phương, đã nhanh chân kịp chuyển công tác về một cơ quan tại Hà Nội. Việc luân chuyển công tác của ông Quý được thực hiện cách đây nửa tháng, từ năm 2019. Cũng theo vị lãnh đạo này, sau khi có kết luận thanh tra khu biệt phủ, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái bị luân chuyển công tác về làm phó văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hồi cuối năm 2018, tỉnh Yên Bái tiến hành sáp nhập 3 văn phòng gồm Văn phòng Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh nên dôi dư ra một số lãnh đạo cấp phó. Ông Quý có đơn xin thôi chức phó văn phòng về Hà Nội làm việc tại một liên hiệp hội. Ông Quý xin chuyển đổi công tác theo nguyện vọng cá nhân. Việc luân chuyển cán bộ thực sự được thực hiện theo đúng quy định, vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nói. Cuối năm 2018, tỉnh Yên Bái tiến hành sáp nhập 3 văn phòng gồm Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Đại biểu Quốc hội tỉnh nên dôi ra một số lãnh đạo cấp phó. Ông Quý có đơn thôi chức phó văn phòng để về Hà Nội làm việc tại một liên hiệp hội. Theo báo Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Sĩ Quý chuyển về Hà Nội làm phó giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các tổ chức khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Ông Phạm Sĩ Quý, nguyên là giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Sau khi có kết luận thanh tra khu biệt phủ Yên Bái, ông Quý đã nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, thôi giữ các chức vụ bí thư đảng ủy, ủy viên ban chấp hành đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, thôi giữ chức vụ giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, đảm nhiệm chức vụ phó văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã xác định ông Phạm Sĩ Quý có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập nhưng không kê khai đầy đủ, thiếu trung thực, vi phạm quy định về trách nhiệm của người có nghĩa vụ phải kê khai. Thanh tra Chính phủ cũng cho rằng vi phạm của ông Phạm Sĩ Quý đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm minh. Trả lời báo chí thời điểm thanh tra, ông Quý cho rằng khu dinh thự của mình được xây dựng từ tiền vay ngân hàng, mượn của nhiều bạn bè và kết quả của một quá trình
Ông Lam Lũ đi làm từ thời trẻ, nỗ lực vươn lên làm đủ mọi thứ nghề. Như chúng ta đã biết, hồi còn đương chức bí thư thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng đã lạm dụng quyền hạn của mình chỉ đạo cho Hoàng Văn Nghiên, chủ tịch thành phố, quyết định giá lên đến 12 triệu một mét vuông. Tại thời điểm này đã làm lợi cho tập đoàn Chibucha trên 3.000 tỷ đồng, gây thất thoát nguồn thu thuế của nhà nước. Trong khi đó, tháng 2 năm 2004, ông Nguyễn Phú Trọng, lúc đó là bí thư thành ủy Hà Nội, đã cậy quyền và ép ông Hoàng Văn Nghiên ra quyết định số 4622 và quyết định số 4642 áp giá đất thấp hơn 10 lần giá thị trường, từ 620.000 đồng một mét vuông, trái với nghị định 188 trên CB do Thủ tướng Phan Văn Khải ban hành về khung giá đất và phương pháp tính giá đất làm cơ sở cho địa phương ban hành giá đất trên địa bàn, với tinh thần là phải sát giá thị trường. Với việc áp khung giá đền bù rẻ mạt đã khiến cho nhiều hộ dân trong khuôn viên dự án rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, bức xúc, khiếu kiện kéo dài hết năm này qua tháng khác. Đến nay vẫn chưa hề được giải quyết. Chính vì lẽ đó nên sự đồn đoán về việc lại quả của tập đoàn Chibucha dành cho Nguyễn Phú Trọng và Hoàng Văn Nghiên cũng rất đậm đà, lên đến cả trăm tỷ đồng. Theo dư luận đồn đoán, cứ tỷ lệ 25% mà duyệt, ông Nguyễn Phú Trọng nhận 18%, còn ông Hoàng Văn Nghiên nhận 7%. Tại khu đô thị Chibucha, ông Nguyễn Phú Trọng không những được ăn hưởng phần trăm lại quả từ tập đoàn đầu tư ban đầu, mà còn được nhận rất nhiều quà cáp điếu xén từ những con nhang đệ tử sau này khi hình thành khu đô thị. Đơn cử như Trịnh Xuân Thanh, cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cũng đã biếu xén tới 2 căn biệt thự tại đây, và ông Nguyễn Phú Trọng nhanh chóng sang tên cho một vị quan chức cấp cao tại Tổng cục 2, quân đội sở hữu. Còn hiện nay, căn hộ mà con trai của ông Trọng là Nguyễn Phú Trường đang ở cũng là do một món quà biếu của một người chưa rõ nguồn gốc. Sau những lùm xùm tại Chibucha như vậy thì đến nay lại lộ thêm một thông tin khá bất ngờ tại căn chung cư Mandarin Garden thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội của ông Phạm Sĩ Quý, được nhận chuyển nhượng từ chủ hộ là bà Ngô Thị Mân. Bà Ngô Thị Mân là phu nhân của ông Nguyễn Phú Trọng. Được biết, ông Nguyễn Phú Trọng luôn dương cao khẩu hiệu diệt chống tham nhũng và phong trào đốt lò để diệt trừ quan tham nhũng. Nhưng thực tế cho thấy đây chỉ là một bình phong nhằm tranh giành lợi ích phe nhóm. Bất cứ kẻ nào không cùng phe với đồng đảng và băng nhóm của Nguyễn Phú Trọng hoặc có tư tưởng chống đối Trung Quốc coi như là bị rước họa vào thân, bị tiêu diệt không lối thoát. Ông Nguyễn Phú Trọng không những tham nhũng, thanh trừng phe phái mà còn tìm mọi cách triệt hạ những ai mà có manh nha muốn phơi bày sự thật về ông Nguyễn Phú Trọng. Đơn cử như Nguyễn Xuân Anh, cựu bí thư thành ủy Đà Nẵng. Do Nguyễn Xuân Anh tuổi còn trẻ lại có tư tưởng thân hữu phương Tây, thêm vào đó có nhiều nguồn tài liệu chứng cứ quý báu do ông bố là Nguyễn Văn Chi, từng là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cho nên Nguyễn Xuân Anh đã có những động thái tố cáo Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, kết quả chưa thành thì Nguyễn Xuân Anh đã phải ngậm ngùi nếm trái đắng bởi cáo già Nguyễn Phú Trọng đi trước một bước. Tìm cách triệt hạ không thể có để lại cơ hội tố cáo vạch trần tội lỗi của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Trong khi đó, nhiều tầng lớp xã hội ở Việt Nam hiện nay vẫn đang ngày đêm tâng bốc thổi phồng mô tả ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng như một vị thánh, người quan thanh liêm đính đạm, một người luôn vỗ ngực tự hào là sĩ phu Bắc Hà, nhân kiệt liêm khiết, thế thiên hành đạo. Một trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, một ông chủ đốt lò nhưng lại là một kẻ tham nhũng tày trời không ai bằng. Mới đây nhất, ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, một người thân hữu với cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay còn gọi là 3X, một người anh, người đồng đội của Trịnh Xuân Thanh, lại tiếp tục bị Nguyễn Phú Trọng đưa ra để làm dê tế thần. Theo thông tin từ cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định ông Đinh La Thăng có sai phạm trong dự án Ethanol Phú Thọ. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và 9 đồng phạm về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Quy định tại khoản 3 điều 224 Bộ luật hình sự. Đây là vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí PVB, Ethanol Phú Thọ.
Kết quả điều tra cho thấy năm 2007, ông Đinh La Thăng thay mặt cho Hội đồng Quản trị PVN ký nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án Ethanol Phú Thọ. Một năm sau, PVN lập ban chỉ đạo triển khai các dự án nhiên liệu sinh học do ông Thăng làm trưởng ban để thực hiện dự án Ethanol Phú Thọ nói trên. PVB tiến hành gói thầu TK05 với nội dung thiết kế, mua sắm, cung ứng vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trình nhà máy sản xuất Ethanol Phú Thọ, nhiên liệu sinh học ở phía Bắc. Cơ quan điều tra xác định dù 6 nhà thầu không ai đủ điều kiện nhưng ông Đinh La Thăng và cấp dưới vẫn ký nhiều công văn chỉ đạo thực hiện chỉ định thầu cho liên danh PVC, Alpha Laval, Delta tham gia dự án trên. Khi chủ đầu tư PVB có báo cáo thẩm định liên danh này không đáp ứng yêu cầu, ông Thăng và đồng phạm tiếp tục chỉ đạo việc đồng ý chủ trương giao cho liên danh của PVC thi công gói thầu. Căn cứ công văn chỉ đạo của ông Thăng và cựu lãnh đạo PVN, tháng 6 năm 2009, công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí ra quyết định chỉ định thầu cho liên danh PVC và ký hợp đồng EPC chi hàng nghìn tỷ đồng cho dự án. Quá trình thực hiện do liên danh PVC Alpha Laval Delta không đủ năng lực nên dự án nhà máy Ethanol Phú Thọ phải dừng thi công từ tháng 3 năm 2013, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền lớn. Cơ quan an ninh điều tra xác định vụ án xảy ra tại PVB gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Các bị can hầu hết là những người giữ các vị trí chủ chốt trong các đơn vị kinh tế quan trọng, được nhà nước tin tưởng giao quản lý vốn và thực hiện dự án. Công trình lớn, tuy nhiên, qua quá trình thực hiện, các bị can đã vi phạm pháp luật gây thiệt hại lớn về kinh tế, khiến cho dư luận bức xúc nên cần phải xử lý. Quá trình điều tra, ông Thăng thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng. Trước đây, bị can có thành tích xuất sắc trong công tác. Kết luận điều tra đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định đối với cựu chủ tịch PVN. Dự án Ethanol Phú Thọ có vốn đầu tư ban đầu khoảng 1.700 tỷ đồng. Sau khi điều chỉnh lên 2.400 tỷ đồng, dự án nằm trên diện tích 5 hectare chủ yếu là đất trồng lúa ở huyện Tam Nông, Phú Thọ, được triển khai sớm nhất trong số 3 dự án sản xuất Ethanol, nhiên liệu của PVN. Song đến nay, nhà máy này vẫn chưa hoàn thành do nhà thầu Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVC dừng thi công từ tháng 11 năm 2011. Thanh tra Chính phủ xác định dự án nhà máy Ethanol Phú Thọ đã tiêu tốn hơn 1.500 tỷ đồng, nhưng đến thời điểm thực hiện thanh tra từ tháng 9 năm 2016 vẫn đang dở dàng, bế tắc. Như vậy, ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng có phải là người chống tham nhũng, người đốt lò vĩ đại thật sự như những gì mà ban tuyên giáo cũng như dư luận đã và đang ca ngợi ông ngút trời? Hay chăng đây chỉ là những chiêu trò mà nhằm thanh trừng phe nhóm khác đối với phe của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng để tiếp tục đưa phe cánh của mình và chính bản thân mình bước vào đại hội 13 máu lửa diễn ra vào đầu năm 2021 tới đây mà trong bộ chính trị của ông chắc chắn sẽ không còn có phe nào là phe đối nghịch với ông. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.